cái gương ngoài cả nhà, đủ ngầu nhìn thấy thái thái. Quá thiệt trời. Đúng rồi. Đừng làm màu nữa mày. Thấy phát ghét à. Sắp cần câu ra bờ ao cọc đá nữa. Mà anh mới thả xuống là nó kéo phao, nó giật mà không dính lên. Giờ đang ngồi con cá này coi nó bự hay không. Phao mồi đỏ đỏ cả nhà. Đang ghĩa ghĩa. Nó kéo quá không. Câu trong ao không chính ra bờ sông cậu luôn cả nhà. Sông lên nước về về vàng nước hoàng. Bộ con súng hai ba bộ luôn súng rồi. Câu ngoài này coi có cá không cả nhà, chứ trong ao không có hả? Này củ khoai mì này. Dừa cây dừa mình tiệt trà đang gió đang câu cá gặp chiếc xuồng luôn đó nha, nó chạy dù dù. Ui luôn.
câu gặp cái này chứ cá bỏ chạy hết. Đấy, cá lòi cả nhà ơi, vô bánh rồi cả nhà. Cái gì? Cái gì mày á, vô. Ê! Ôi! Cái gì mày á cái nhà. Đúng rồi, nhìn thấy khói. Cái gô quá đi nhờ. Cái gô đồng quá. Tiếp tục ra cái nhà. Coi còn dính nữa. Nó nhục xuống đĩa nó kìa. Kéo dù dù, kéo kéo hơi kỹ dĩa không à. Quái thị trời. Đúng rồi.
kéo vậy giật không dính luôn. Xuống ghế rồi kìa, nó kéo nó rồi.